Đi dọc các tuyến đường tại Hà Nội những ngày này sẽ thấy vô vàng những biển quảng cáo cho ngày Black Friday với các mức giảm 30% đến 60%, thậm chí lên tới 99%. Cùng những lời quảng cáo hấp dẫn như sale sập sàn, mua một tặng một tại các cửa hàng. Theo ghi nhận vào tối ngày 25 tháng 11, tại con phố Chùa Bột và các trung tâm thương mại như Vincom Bà Triệu nhiều người dân Hà Nội đổ xô đến đây lựa chọn, mua sắm xăng đồ giảm giá đặc biệt một số cửa hàng thời trang trên phố chùa bột đưa ra khá nhiều chính sách mua hàng hấp dẫn trong những ngày này. Nhân viên của hàng cho hay, ngoài việc giảm giá sâu lên tới 60% hay đồng giá 99.000 đồng sản phẩm thì chuỗi cửa hàng còn tặng voucher 50% cho các khách hàng thân thiết. Nói về lượng khách trong những ngày Black Friday, nhân viên này cũng cho biết tất cả các cửa hàng thuộc chuỗi đều phải hoạt động hết công suất trong 3 ngày. Lượng khách rất đông, đặc biệt là trong những giờ cao điểm như 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và 20 đến 22 giờ. Chị Hoàng Lan Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, để mua được những món đồ tốt mà giả cả phải chăng, trong những ngày diễn ra Black Friday, chị sẽ huy động cả nhà chia nhau đi mua đồ cho khỏi tốn thời gian và công sức. Chồng chị sẽ chịu trách nhiệm đi mua những món đồ cần thiết cho cả gia đình như đồ điện tử, nội thất. Con gái lớn sẽ chịu trách nhiệm tự mua đồ dùng cá nhân của bản thân, còn con gái út và chị sẽ cùng đi mua đồ dùng cá nhân như đồ thời trang, đồ gia dụng. Chị Mai Lan Hà Đông, Hà Nội chia sẻ, năm nay chị đã có nhiều kinh nghiệm cho việc đi mua sắm trong ngày Black Friday hơn mọi năm. Thông thường các cửa hàng sẽ đưa ra chương trình khuyến mãi trong 3 đến 7 ngày, mình sẽ tới cửa hàng vào ngày đầu tiên giảm giá, như vậy sẽ còn nhiều đồ để lựa chọn, còn nếu đi vào những ngày cuối thì giá giảm vẫn vậy nhưng sẽ khó để chọn được món đồ ưng ý hơn. Black Friday ngày thứ Sáu đen tối sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần thứ tư của tháng 11 hàng năm. Hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều hưởng ứng ngày hội này và mở rộng các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Chính vì vậy, khi nói đến Black Friday, người ta ngay lập tức sẽ nghĩ tới việc đi mua sắm. Sở dĩ gọi là đen, vì trước đây các cửa hàng sẽ đánh dùng bút màu đen để ghi chú các khoản lợi nhuận, còn màu đỏ để ghi những khoản lỗ thâm hụt. Càng nhiều màu đen trong sổ sách thì chứng tỏ càng có lời. Do đó chữ Black của màu đen cũng từ đây mà ra. Nhầm ám chỉ ngày này các cửa hàng sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ khách hàng mua sắm. Mặc dù đã từng nghe qua rất nhiều nhưng không phải ai cũng biết được ngày Black Friday có nguồn gốc từ đâu. Thực chất, ngày hội này đã xuất hiện khá lâu từ năm 1939. Vào thời điểm, tổng thống thứ 32 của Mỹ là Franklin D. Roosevelt chuyển lễ tạ ơn để kéo dài thời gian mua sắm. Một số tài liệu khác lại cho rằng, ngày thứ Sáu đen tối xuất phát từ lễ tạ ơn tại Philadelphia khi mà tình trạng tắc nghẽn giao thông kéo dài vào thứ Sáu. Nguyên nhân chính của việc này là do mọi người ồ ạt ra đường mua sắm tạo nên tình cảnh hỗn loạn. Không chỉ tạo nên cơn sốt ở các nước châu Âu, ngày hội giảm giá Black Friday theo thời gian đã trở nên phổ biến tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Sự xuất hiện của sự kiện này ẩn chứa nhiều ý nghĩa vô cùng khác biệt, bởi thế mà nó còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Khi ngày hội diễn ra, người tiêu dùng có thể săn được những mặt hàng với mức giá giảm bất ngờ. Một số sản phẩm có thể sale off lên đến gần 80-90% đặc biệt là những mặt hàng về thời trang, đồ công nghệ, đồ gia dụng. Như vậy, những ai có nhu cầu có thể tranh thủ cơ hội này để sở hữu món đồ như ý với chi phí tiết kiệm nhất. Thế nhưng, vì mức giá quá hơi nhiều người đã phải tranh nhau, giành giật cực khổ. Bên cạnh đó, những người khác lại cháy túi vì lỡ mua quá nhiều hàng hóa. Năm nay, Black Friday 2022 rơi vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 và đây chính là cơ hội mua sắm vàng mà bạn không nên bỏ qua. Trong ngày Black Friday, đa phần mọi mặt hàng đều được giảm giá thấp nhất từ 10 đến 30%, thậm chí nhiều thương hiệu còn giảm mạnh từ 70-75%, thậm chí lên đến 80% 90%. Có thể nói, đây chắc chắn là dịp độc nhất có 1-0-2 trừ trừ trong năm giúp bạn thả ga mua sắm không lo về giá. Tại Việt Nam, những năm gần đây văn hóa mua sắm ngày Black Friday càng trở nên phổ biến. Ngày này hầu hết mọi người đều sẽ đổ xô đi mua sắm với mong muốn tìm được những món đồ ưng ý với giá thành rẻ đây cũng là ngày có khá nhiều thương hiệu nổi tiếng giảm giá sâu các mặt hàng tạo cơ hội cho nhiều người có thể sở hữu những món đồ hàng hiệu với giá cả hợp túi tiền